này mà mới ra đây ca hả? Trễ mấy tiếng rồi. Sáng cũng phải cho tụi mấy phút trang điểm chứ. Mấy phút là mấy tiếng thì có. Màu thầy ca cho tôi, tôi nóng quá rồi, về tắm một chút. Tôi bận đi sinh nhật chị Nguyệt rồi. Thôi tôi đi đây. Đừng để ta nhìn thấy phụ nữ nào trang điểm mà ló mặt ra đường nha. Nha. Nắng quá, nóng quá. Cái gì mà nắng nóng quá, không thể chịu nổi nữa. À, phụ nữ trang điểm hả? Tôi đốt cho người chạy kịp hơn luôn. À, cái gì vậy? Cái gì vậy trời ơi? Trời ơi. Mệt quá. Cứu ốc quá. Cứu ốc đi, đốc tư khỏe ơi. Em đẹp nè, ngắm em cho đỡ mệt nè. Tôi đang mệt lắm, giờ này mệt lắm rồi, ngắm nghía gì nổi nữa. Tránh ra giùm tôi một bên đi, nghe. Tránh ra giùm đi Sen. Hả? Ốc Thanh Vân bị gì vậy hả? Đốc tư khỏe, cứu ốc giùm. Hình như là ốc bị trúng nắng rồi. Bây giờ mệt lắm, mệt không chịu nổi luôn. Bây giờ làm sao đây? Làm sao bây giờ đốc tư khỏe? Em thấy chị đi đâu là kính mít cuộc đời còn hơn ninja nữa. Mà cũng bị trúng nắng nữa hả? Sen, chị xin em á, em bấm nút tàn hình giùm chị một lát đi. Chị đang mệt lắm, em đừng có đứng kế bên chị xong rồi nói nhiều nữa. Đi đi em. Đuổi thì đi, em đi nha. Hồ biết. Sen, đừng đi con. Đi mất rồi. Tóc tự khỏe, gọi Sen lại làm chi nữa. Sen nó muốn đi, kệ nó đi. Ốc thấy là hả, mùa hè này Sen đầy đó mà. Bây giờ Đốc Tục Khỏe lo cứu ốc đi nè. Nhưng mà ngó sen lại giúp chữa trúng nắng. Ốc Thanh Vân đuổi sen đi rồi thì lấy ngó sen đâu mà chữa. Đốc Tục Khỏe, bây giờ mình dùng ngó sen như thế nào để chữa được cái chứng trúng nắng của ốc bây giờ? À, hay là mình trộn gỏi tôm thịt được không Đốc Tục Khỏe? Thôi, đừng có mê ăn uống nữa. Để ta chỉ cách cho nè. Ai mà bị trúng nắng, trúng nóng hay cảm cúm thì dùng ngó sen tươi 100g, mật ong 50g, đem ngó sen giả dập rồi vắt lấy nước qua với mật ong để uống trong ngày sẽ hết bệnh nha. Đốc Tục Khỏe ơi, nhưng mà ốc đang thắc mắc nè, tại sao mà ngó sen á có thể chữa được trúng nắng vậy Đốc Tục Khỏe? Biết ngay mà, chỉ cần vừa uống rồi mà phải tra hỏi cặn kẽ mới chịu. Thì đương nhiên rồi, phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng chứ. Để ta giải thích cho nè. Trong y học cổ truyền, ngó sen được dùng với tên thuốc là liên ngẫu, có vị ngọt, tính mát bình không độc. Dược liệu để sống thì hàn, nấu chín thì ôn. Vì vậy á, với ai mà bị trúng nắng trúng nóng á thì phải dùng sống chứ không phải là nấu chín. Vì nấu chín nó sẽ mất tính hàn mà chuyển sang tính ôn rồi, sẽ giảm hiệu quả hơn. Thì đó, Đốc Tục Khỏe với em Sen phải giải thích thì ốc mới hiểu được chứ. Bây giờ thì hiểu rồi. Phải nói là Đốc Tục Khỏe quá am hiểu luôn. Mà những kiến thức mà Đốc Tục Khỏe nói cho mọi người biết á, ốc nghĩ là rất là có lợi cho sức khỏe của mọi người. Tại vì khi mà mình bị một cái gì đó, mình áp dụng liền, mình cứ lấy rau củ ở trong vườn nhà mình, hay là mình dùng và mình khỏe luôn. Ốc chưa có chữa mà bây giờ ốc đã cảm thấy ốc khỏe cả người luôn rồi nè. Hết, vậy thôi, em đem ngó sen về nha. Ê, đâu có được em. Chị vẫn cần chứ, cái đó là chị nói cái cảm giác nó nhẹ người thôi, chứ chị vẫn cần em mà. À, mùa nắng nóng này, để tránh bị trúng nắng thì quý vị cũng hãy thường xuyên ăn ngó sen. Nấu canh cũng tốt để giúp thanh nhiệt, hạn chế tình trạng bị trúng nắng nha quý vị. Quý vị khán giả cũng nhớ thông tin vừa rồi mà Đốc Tục Khỏe vừa mới chia sẻ nha. Để mà hạn chế tình trạng trúng nắng á, thì chúng ta có thể bổ sung ngó sen. Ví dụ như là mình có thể nấu canh nè. Với lại nhớ là nếu mà trời nắng quá thì mình nhớ bảo vệ cơ thể của mình khi ra nắng nha. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, cho nên là chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.